Trung xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Trung đang đứng trên đường Nguyễn Thái Bình. Hôm nay thì Trung lên thăm cô lại cô Lợm đó, cô chú anh chị. Cô Lợm mà trường hợp hôm trước Trung quay video, cô Lợm hiện tại sinh sống chỉ có một mình thôi, cô Lợm không có người thân gia đình gì hết. Thì hôm nay Trung muốn mang tới cô Lợm một cái niềm vui. Thì theo như cái tiêu đề thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi đó. Thì hôm nay thì Trung cũng xin được phép thay mặt cho cô Thu Vân gửi hỗ trợ cho cô Lợm là số tiền 1 triệu đồng. Tuy nhiên thì hôm nay Trung sẽ tạo cho cô Lợm một cái điều bất ngờ. Đây Trung có mua một cái phần ăn sáng của cô chú anh chị. Đây chỉ là một cái phần bún xào đơn giản thôi. Đơn giản thôi, tuy nhiên nó có giá trị tới 1 triệu đó cô chú anh chị. Thì hộp bún xào này nó có giá trị như thế nào thì tí nữa thì cô chú anh chị mình Trung sẽ mời cô chú anh chị mình xem video để mà hiểu rõ hơn á. Ngoài cái việc mà trao hỗ trợ cho cô Lợm thì đó là một cái niềm vui, là một cái niềm vui của chú chị. Tuy nhiên thì Trung cũng mong muốn tạo cho cô Lợm một cái thêm một cái điều bất ngờ nữa để mà cho cô có cái động lực, có cái động lực để mà vượt lên chính mình nữa của chú chị. Khi mà vượt lên chính mình để mà có cái niềm tin hơn trong cuộc sống là mọi người sẽ luôn giúp đỡ cho mình. Thì bây giờ Trung sẽ mời cô chú anh chị mình đi vô nhà cô Lợm ha. Sáng sớm hôm nay thì trời mưa rất là lớn lên, cho nên là hồi nãy giờ Trung phải dừng đậu mấy chập rồi, tại vì mưa lớn mà mình chạy nó cũng nguy hiểm đó cô chú anh chị. Nè, ngoài đường thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy nè ha, vẫn còn mưa lâm râm luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ Trung sẽ mời cô chú anh chị mình đi lên chỗ nhà cô Lợm đó cô chú anh chị. Dạ, Trung xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại Trung đã tới nhà của cô Lợm á, cô chú anh chị. Thì bây giờ Trung sẽ vào bên trong để mà hỏi thăm cô Lợm. Dạ, em chào chị nha. Dạ, cô Lợm hiện tại đang phía trong. Dạ, con chào cô Lợm nha. Dạ, con xin phép ghi hình tí cô nha. Dạ. Sáng nay mình ăn sáng gì chưa cô? Mới nấu chưa ăn hả? Chưa ăn đã. Dạ, vậy con gửi cho cô hộp bún xào để mà mình ăn sáng nha. Mang đồ ăn sáng lên cho cô, con gửi cô nha. Dạ. Có ghế ngồi không? Cô cháu mình tâm sự tí nha. Cô Lợm cười rất là tươi luôn, cô chú anh chị. Dạ, cô Lợm ngồi đi ha. Dạ, con gửi cho cô Lợm phần ăn sáng để mà mình ăn buổi sáng cô Lợm ha. Dạ, vậy cô Lợm mang khẩu trang vô đây ha. Nhà mình nước nó mưa nó tràn vô hay sao đây cô? Mưa nó tạt vô. Dạ, nó tạt vô ướt vậy đó ha. Ồ, hôm nay thấy cô Lợm bỏ đồ về bán thế nè. Đây là không gai hả, thì chú cho thì cũng mua dạ. Đồ lắm. Đi về, đi chợ gửi mua đồ. Dạ. Đi mua thuốc uống, rồi cái giò nó sẹp rồi. Giò hôm nay, chân của cô hôm nay thì nó bớt đau rồi cô ha. Bớt đau, bị gì mua thuốc uống đó. Dạ. Cái chiếc xe này à. Dạ. Đi mua đồ. Rồi xe này hôm bữa con nghe cô nói là nó bị hư cái bánh đó cô. Rồi mình sửa cho chưa cô? Dạ, sửa rồi. Sửa rồi, hiện tại thì có thể đi được hả cô ha? Đi được. Ồ, mấy cái bánh cô bán cũng rất là ngon luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì mình có bỏ đồ bán được nhiều không cô? Hay là chỉ ít hả cô? Bởi vì ở ngoài tiệm nó bị gì ta không có đồ bán nhiều đó, thì có nhiều đó thì mua nhiều đó. Dạ, rồi mấy hôm nay cô bán có được đỡ không? Bán cũng lai gai vậy đó. Dạ. Rồi dịch bệnh này cũng khó đi nữa, bị gì ta không có đi nữa. Dạ. Sợ cho bệnh đó. Dạ, hiện tại thì dịch nó cũng còn phức tạp đó cô, cho nên là mình đi tới lui luôn này kia thì cũng cẩn thận. Dạ. Sáng nay thì mình ăn món gì đây cô? Dạ, cũng nấu canh với bí. Dạ. Dạ. Mấy hôm nay thì chắc cũng có mua thịt cá rồi ăn ha cô ha. Dạ. Dạ, cũng đỡ hơn lúc hổm nha cô ha. Dạ. Cũng dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Hôm nay thì mang đồ ăn sáng gì cho cô thì con cũng
mang vô cho cô một cái sự bất ngờ. Dạ, mang đồ ăn sáng này vô cho cô. Cô mở cái bọc đồ ăn sáng đi, có cái điều bất ngờ bên trong á. Cái bọc ăn sáng nè, cô mở ra thử coi. Cô nhìn không rõ cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cô dở phía dưới đi, cô dở phía dưới, ở dưới nó nằm ở dưới đít. Cô nghe nói cái hộp bún xào là hộp bún xào yêu thương đó, mà không biết trong đó sao. Dạ gỡ ha, cô dở ở dưới này lên là được rồi, ở dưới nằm ở dưới bọc đó cô. Rồi cô dở hộp bún xào lên đi. Rồi cô coi trong tấm giấy nó có cái gì cô. Có cái tấm giấy dưới kìa cô, có cái tấm giấy dưới cô. Gung quá. Gung quá hả? Đây có cái tấm giấy nằm ngay phía dưới luôn nè cô. Như là một cái lá thư gì đó. Đâu cô mở ra thử xem. Như cô gung quá. Cô thấy cái gì không? Dạ, cái này là chút ít tấm lòng ở chỗ gia đình phía cô Thu Vân á, gửi cho cô để mà cô có thể bỏ đồ bán nè, cô giữ trong người mình rồi tiền để mà mình sinh hoạt rồi cô ha. Đúng ra thì con cũng trao tiền cho cô, nhưng mà con muốn dành cho cô một cái sự bất ngờ, cũng như là một cái nguồn động lực, giống như là kiểu như là mọi người luôn sẽ luôn yêu thương và giúp đỡ cô chứ ha cô ha. Cô mình cuộc sống mình thì lúc nào nó cũng muôn màu hết cô ha. Dạ, có thể là mình có lúc mình sẽ rất là khó khăn luôn, nhưng mà khi mà được cái sự yêu thương đó, thì mình sẽ có quý nhân mình phù hộ mình đó cô ha. Quý nhân phù hộ luôn có người giúp đỡ cho mình. Cô nhận tiền này cô thấy mình vui, có vui không cô? Dạ. Cũng được, cũng vui cũng buồn. Dạ sao cô buồn cô? Vì chú này cho ngoài đây không biết cái gì mà cho cũng cho chú lại. Dạ trời. Con chỉ làm một cái nghiệp cầu nối để giúp đỡ cho cô. Có thể là con sẽ giúp đỡ cho cô nhiều nhiều hơn nữa, tại vì con thấy cái hoàn cảnh của cô á thì nó con cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ là cô có cái tên y chang như là mẹ con luôn, cũng là cô Lượm. Mẹ con bảo mấy những người nào mà tên Lượm á đều rất là khó khăn luôn, khó khăn mà từ ngay từ lúc nhỏ cho tới lớn luôn á. Không biết thì cô chú anh chị mình có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà chung thì chung nghe mẹ chung nói như vậy. Vậy dạ. Dạ, ở đây là chú tấm lòng của phía gia đình cô Thu Vân á, khi mà xem được cái video hôm trước con quay để mà hỗ trợ cho cô đấy, thì cô thấy rất là xót xa với cái hoàn cảnh của cô á. Cô thì hiện tại đang bị tật nè, rồi mắt không nhìn rõ nữa, bị từ lúc mà mới sanh ra rồi. Mà hoàn cảnh của cô thì lại không có người thân, không có gia đình, chung là sống nhờ tới sự yêu thương của cô chú hàng xóm. Hôm nay con làm được cái nhịp cầu nối mà để giúp đỡ cho cô thì con cũng cảm thấy rất là vui luôn á cô. Con cũng thay mặt cho phía cô Thu Vân thì chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, và sắp tới thì cái cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn nhiều nữa cô ha. Dạ, hôm qua con có vào, nhưng mà tại vì nghe mấy chị ở đây nói bảo là cô đi tiêm ngừa. Hôm qua thì mình có tiêm được không vậy cô? Hôm qua thì nhỏ cháu nó nói rồi nó cái lúc đầu lại đi rồi tặng quà cho cô, rồi nó bị chích ngừa. Dạ. Hôm nó thì nó nóng lạnh quá đi mình đi không được. Dạ, có bị giật không cô? Dạ, đi mua có thuốc uống này. Dạ. Rồi mình hiện tại thì mình có thuốc rồi uống hết rồi cô ha. Có thuốc uống này. Dạ. Hộp bún xào thì con để đây chút rồi cô dùng hộp bún xào nữa không cô? Con mới mua còn nóng luôn á, hộp bún xào chỗ này bán rất là ngon luôn á. Dạ, cảm ơn dạ. chú nhiều em. Dạ, không có gì hết cô ơi. Dạ. Được giúp đỡ cho cô thì con cũng thấy cái nguồn động lực. Con cũng cảm thấy là trong lòng con là giúp được cô chú mình thì con cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Dạ, thấy cái hoàn cảnh của cô nó rất là đặc biệt luôn á. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú ha. Dạ, con không sao hết rồi ạ. Dạ. Vì đợt đó thì chú mua chú cho thì 500 ngàn á. Dạ. Để mua cá, rồi mua rau. Dạ. Rồi có khi á thì gã nhỏ cháu đi mua thuốc uống để dành uống đó. Đó. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Với cái cuộc sống hiện tại thì mình phải cần có tiền cô ha. Nếu mà không có tiền thì mình cũng không có làm được. Hiện tại thì mình cũng con nói giống như kiểu là mình muốn đi xin á, mình cũng không có xin ai được. Con đi ra ngoài đường con gặp rất là nhiều cô chú mà ngồi xin ở ngoài đường á cô, con cảm thấy rất là xót xa lắm. Tại vì hiện tại á, với mà cái người lớn tuổi thu nhập không có, họ cái nghề nghiệp chính là bán vé số đó. Nhưng mà hiện tại thì vé số vẫn chưa được mở lại, cho nên là hết đường mình cùng phải ra ngoài đèn xanh đèn đỏ ngồi để mà xin từng đồng từng cắt vậy đó. Mình cảm thấy cũng chạnh lòng lắm, cũng mong sao cho dịch bệnh nó qua mau để mà cuộc sống của bà con mình nó ổn định trở lại. Dạ em chào chị. Dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ. À, hôm nay thì vào bên trong trao cho cô chút ít phần quà ở phía cô Thu Văn thì con dạ. Cũng xin phép được về để cô nghỉ ngơi cô ha. Dạ, dạ con cũng xin phép được chào cô và nếu mà có hữu duyên có bà con cô chú nào giúp đỡ cho cô thì con tiếp tục làm cái nhịp cầu nói để mà hỗ trợ cho cô ha. Dạ, dạ. Con xin phép chào cô. Dạ, dạ em xin phép chào chị. Dạ, dạ con chào cô ha. Dạ, Trung cũng xin được phép kết thúc dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video. Trung xin hẹn gặp lại cô chú mình ở một cái video clip sau cô chú anh chị.